Collagen dạng bôi nào thì đang được ưa chuộng nhất hiện nay và loại tinh chất nhau thai kiều nào thì được mọi người sử dụng nhiều nhất? Trên đây là hai cái dòng sản phẩm của Úc sẽ được em chia sẻ trong video ngày hôm nay. Mời mọi người cùng dành thời gian đón xem video. Hiện nay ấy, ở trên thị trường về collagen nhau thai kiều thì có rất là nhiều những dòng sản phẩm được bày bán ở dạng uống. Như bên Hoa Beauty có chia sẻ cho các chị về những cái dòng collagen uống như là collagen của Nature's Way, collagen của Neocell hay Zutary, hay là một số dòng collagen hiện nay đang được chia sẻ rất là nhiều như là 82X, Placenta. Thì hôm nay em sẽ chia sẻ cho mọi người về hai cái dòng collagen bôi, tinh chất nhau thai kiểu bôi, được gọi là hàng cao cấp và hiện nay được rất là nhiều người tin tưởng sử dụng. Trong đấy thì có những cái MC kỳ duyên hay là những ca sĩ, người mẫu ở hải ngoại, họ đã trải nghiệm những dòng sản phẩm này và có chia sẻ lại thực tế ở trên những cái hội nhóm web trẻ thơ hay là những cái fanpage Facebook về làm đẹp, thì mọi người khen cái dòng sản phẩm này rất là nhiều. Trên tay em cầm đây là một hộp collagen, thì bên ngoài vỏ của nó màu vàng rất là đẹp, sờ tay vào đây thì có những cái độ gợn. Sản phẩm thì toàn bộ những cái thông tin ở trên này thì đều bằng tiếng Anh và có ghi trang web của sản phẩm. Và góc dưới này là có tem phụ bằng tiếng Việt. Ở cái sản phẩm về tinh chất nhau thai kiều cũng vậy, thì nó cũng tương tự. Và đây là hai cái dòng sản phẩm được nhập khẩu nguyên hộp, nghĩa là hàng nội địa của bên Úc nhưng mà được nhập khẩu vào Việt Nam nguyên hộp. Hàng người Úc dùng thế nào thì Việt Nam dùng như vậy. Đấy là hàng nhập khẩu nguyên hộp và hàng chính hãng. Thì bây giờ em xin được bóc ra cho mọi người cùng xem cái sản phẩm ở bên trong nó có những cái đặc điểm như thế nào. Ở bên trong thì hộp collagen thì gồm có 3 cái lọ nhỏ. Mỗi lọ này thì chứa 10ml tinh chất collagen đậm đặc. Thì mọi người có thể nhìn thấy chữ ở đây ạ. Nano collagen ạ, 10ml. Nó rất là đậm đặc. Còn về cái sản phẩm của nhau thai kiều thì cũng vậy, nó cũng chứa 3 cái lọ nhỏ. Mỗi lọ này thì chứa 10ml tinh chất của nhau thai kiều đậm đặc. Và mỗi một cái sản phẩm ấy thì có một cái vòi để cho mọi người bóc ra, mọi người cắm này vào để sử dụng. Và trên này thì gồm có một cái đầu ra của sản phẩm để mọi người khi đấy mọi người chấm ra tay và sử dụng bôi lên mặt. Và đây là sản phẩm bôi lên mặt ạ. Thực tế bán hàng ấy, phân phối và khách hàng sử dụng thì là mọi người đánh giá cái dòng sản phẩm tinh chất nhau thai kiều này nhiều hơn. Mọi người đánh giá nó phù hợp hơn, ít gây ra dị ứng mà khi đấy thì tác động của nó nhanh hơn so với cái dòng collagen màu vàng này. Đấy là thực tế mà khách hàng bên em sử dụng và phản hồi lại. Nên là hôm nay em sẽ đi sâu vào chia sẻ cho các chị về cái dòng tinh chất nhau thai kiều này để mọi người biết về cái dòng sản phẩm này. Về cái thành phần của nó ấy, thì một cái lọ tinh chất nhau thai kiều đậm đặc này nó có chứa nhau thai của con kiều. Những con kiều khỏe mạnh nhất thì được người ta lựa chọn. Bên cạnh đấy thì gồm những cái vitamin và khoáng chất thì được chiết xuất ở những cái dạng nano rất là nhỏ, siêu nhỏ. Đây mọi người nhìn thấy đấy ạ, nano, siêu nhỏ, dễ thẩm thấu vào da. Thường ở trên những cái dòng mỹ phẩm và dầu gội thì người ta hay ghi cái collagen ở trên đấy. Thì những cái sợi collagen ở trên mỹ phẩm và trên dầu gội ấy là những sợi collagen to. Người ta chỉ ghi vào đấy để tượng trưng thôi. Chứ còn thực tế về cái công dụng của nó thì nó không hấp thụ vào da được. Mà để hấp thụ vào da, bôi thì phải dùng những loại tinh chất nano siêu nhỏ. Khi đấy những cái sợi siêu nhỏ nó sẽ phải thẩm thấu vào da. Vì là da mặt là một cái da khá là nhạy cảm, nó phải thẩm thấu vào da. Thì khi đấy nó mới có tác dụng được. Và ngoài những cái dòng sản phẩm bôi này ra ấy, để tác dụng nhanh, thì các chị có thể tìm đến những giải pháp như là tiêm collagen hay là uống những cái dòng collagen dạng nước. Còn những cái dạng collagen dạng bột, dạng viên thì nó hấp thụ rất là lâu. Cái thời gian hấp thụ của nó chậm so với là những cái dòng nước hoặc là những cái dòng mà bôi tiêm. Thực tế mà theo khoa học người ta chứng minh, thực tế là theo khoa học chứng minh hay là theo những cái phản hồi của khách hàng sử dụng sản phẩm đánh giá về cái dòng tinh chất nhau thai kiều này thì nó có cái tác dụng như thế nào đối với làn da, thì em xin được chia sẻ là nó có tác dụng ấy làm căng da, bóng da, phục hồi lại những cái làn da hư tổn
và giúp cho da không bị nhăn. Ngoài ra thì nó hỗ trợ tốt trong những cái việc mà điều trị nám, tàn nhang. Nên là dòng sản phẩm này thì được rất là nhiều chị em sử dụng và đánh giá khá là tốt. Nhiều người băn khoăn là những ai thì nên sử dụng cái collagen hay là sử dụng cái tinh chất nhau thai kiều này. Thì mọi người biết rằng theo thời gian ấy thì cái lượng collagen protein của cơ thể nó luôn bị thiếu hụt. Nên là cơ thể ở ngoài 25-30 thì chị em hay gặp những cái tình trạng như là da bị nhăn này, hay là cái tình trạng mà cười ấy thì bị nhăn ở khóe miệng này, khóe mắt này, hay là da nó không có cái độ đàn hồi. Khi còn trẻ thì da rất là căng, sờ vào rất là mềm. Càng có tuổi ấy, hay là trải qua những quá trình sinh nở ấy, thì da nó lại có xuất hiện nám, đồi mồi, hay là sờ tay vào thì nó không còn căng bóng nữa. Đấy là dấu hiệu của lão hóa. Và đấy là trong những cái biểu hiện của thiếu hụt đi cái dưỡng chất, thiếu hụt đi protein hay là collagen type 1 và type 3. Thì các chị bổ sung cái nhau thai kiều này hay là bổ sung cái tinh chất collagen thì nó sẽ giúp cho là da của mọi người ấy thì sẽ được căng bóng hơn, mịn màng hơn. Đây là thực tế mà khách hàng bên em đã chia sẻ lại. Trên thị trường hiện nay ấy, thì collagen dạng bôi hay là tinh chất nhau thai kiều dạng bôi thì có rất là nhiều nơi bán, có rất là nhiều những dòng sản phẩm ở Úc, ở Mỹ, ở Nhật. Nhưng mà những dòng sản phẩm mà được đánh giá nhiều nhất là những dòng sản phẩm mà đã trải qua một thời gian, được nhiều người tin tưởng sử dụng và phản hồi tốt. Nên là bên em chọn những dòng sản phẩm này để review cho mọi người. Bên Hoa Beauty chia sẻ cho mọi người những dòng sản phẩm chất lượng và được nhiều người sử dụng. Không quảng cáo đến mọi người những dòng sản phẩm không uy tín hoặc là những dòng sản phẩm kém chất lượng mà PG, PA ở trên báo. Nên là mọi người tin tưởng những dòng sản phẩm này là người thật việc thật. Không chỉ những dòng sản phẩm về bôi này đâu, bên Hoa Beauty còn chia sẻ cho mọi người những dòng sản phẩm uống. Các chị có thể để ý ở trên màn hình là những cái dòng collagen mà bên Hoa Beauty phân phối. Collagen nước của Natureway, collagen của Neocell, collagen của Rituary, hay là một số cái dòng collagen cao cấp mọi người có thể xem ở trong web như là 82X, Placenta, thì đều là những dòng sản phẩm chất lượng và được nhiều người tin tưởng sử dụng. Về cái giá thành của những dòng sản phẩm này thì để mọi người biết thì mọi người có thể cập nhật trực tiếp theo cái link mà em để ở dưới cái phần mô tả của video hay là ghim ở cái phần bình luận để mọi người trực tiếp truy cập vào website để biết về cái giá ở cái thời điểm hiện tại. Mong rằng cái video vừa rồi ấy, thì em đã chia sẻ cho các chị phần nào về cái dòng sản phẩm collagen tinh chất nhau thai kiều dạng bôi để mọi người biết và có thêm một cái lựa chọn cho mình. Nếu mọi người cần tư vấn về những dòng sản phẩm chăm sóc sức khỏe làm đẹp thì có thể liên hệ trực tiếp Hoa Beauty theo số điện thoại 0985229900 hoặc là mọi người có thể truy cập vào website hoabeauty.vn. Hãy like và ấn đăng ký kênh để cập nhật những cái video mới nhất. Xin chào và hẹn gặp lại!